Thưa quý vị và các bạn, trong số các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa thì bệnh tiểu đường đang trở thành căn bệnh phổ biến và gia tăng nhanh chóng tại các nước phát triển và đang phát triển trên toàn thế giới. Thống kê cho thấy Việt Nam có đến 3,5 triệu người đang sống chung với căn bệnh này, không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Bệnh tiểu đường là một trong ba nguyên nhân gây tử vong cao nhất thế giới, chỉ đứng sau bệnh tim mạch và ung thư một tin vui cho những người mắc bệnh tiểu đường mới đây nhất các chuyên gia đã nghiên cứu và công bố dòng sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường an toàn ngăn ngừa biến chứng hiệu quả với tên gọi viên sủi hippoli sản phẩm kết tinh từ những tinh hoa y học cổ truyền với bảy cao thảo dược quý và dây chuyền công nghệ hiện đại được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao về mức độ an toàn và hiệu quả. Để giúp quý vị và các bạn hiểu về sản phẩm viên sủi Hippoly và công dụng với người tiểu đường, nhóm phóng viên đã thực hiện phóng sự ngắn với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành và các khách hàng đã trực tiếp sử dụng sản phẩm viên sủi Hippoly. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Trong y học cổ truyền nước ta, có hàng trăm vị cây thuốc quý có thể điều trị nhiều căn bệnh hiệu quả. Cao dây thiệt canh có tên khoa học là Gymnema sylvestre là một loại dược liệu có nhiều nghiên cứu trong hỗ trợ đẩy lùi bệnh tiểu đường, đái tháo đường không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Hoạt chất sinh học có trong dây thiệt canh là axit gymnemic gumarin góp phần vào khả năng hỗ trợ bệnh của dây thiệt canh ứng dụng dây thể canh trong điều trị bệnh lý tiểu đường, giúp hạ đường huyết và ổn định, duy trì đường huyết ở mức an toàn trong thời gian dài là thảo dược giúp phục hồi đảo Lan Gư Han ở Tụy. Nhờ vậy cải thiện lượng insulin được tiết ra tăng lượng dự trữ glycogen làm giảm gluco trong máu Cao thiên hoa phấn có chừng 1% aponosis một hoạt chất rất tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường được các nhà khoa học sử dụng nhiều năm gần đây Cao hoàng kỳ Đối với những bệnh nhân tiểu đường phải dùng thuốc lâu ngày, thận là tạng phủ liên quan cần được bảo vệ trước tiên. Hoàng kỳ có thể ngăn ngừa bệnh thận do tiểu đường tiến triển, cải thiện chức năng thận, đặc biệt trong giai đoạn đầu của bệnh. Cao dâu ngô chứa sterol và sitosterol hiệu quả trong ngăn ngừa bệnh tim và cholesterol cao. Nó cũng chứa axit thực vật giúp cải thiện tình trạng răng miệng và da, ổn định đường huyết. Cao sinh địa có vị ngọt đắng, Tính lạnh có tác dụng thanh nhiệt, mát máu, lợi tiểu, hỗ trợ rất tốt cho người bệnh lý tiểu đường. Thấu hiểu những lợi ích tuyệt vời của các thành phần thảo dược Đông y kể trên, các chuyên gia đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bào chế thảo dược dưới dạng các phân tử nano siêu nhỏ nhằm vừa phát huy tối đa hiệu quả thảo dược, vừa hỗ trợ các bộ phận khác trong cơ thể. Không chỉ giúp người bệnh hạn chế bớt tác dụng phụ của thuốc tây và ổn định đường huyết hiệu quả, nhiều nghiên cứu còn cho thấy các loại cao thảo dược có trong viên sủi Hypoli có khả năng chống stress oxy hóa rất mạnh nhờ đó giúp người bệnh phòng ngừa và cải thiện biến chứng đái tháo đường tốt hơn những vị thuốc quý mà có trong viên sủi tiểu đường Hypoli như cao thiên hoa phấn, cao mạch môn, cao hoàng kỳ, cao dây thìa canh vân vân thì đều đã được chứng minh hiệu quả từ ngàn đời nay trong hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa hiệu quả cái biến chứng của bệnh tiểu đường đái tháo đường trong quá trình khám chữa bệnh tôi chứng kiến rất nhiều những bệnh nhân thì đã sử dụng à, thuốc đi để mà điều trị vì nó hạ đường huyết rất nhanh nhưng nếu mà sử dụng về lâu dài thì bệnh nhân sẽ bị nhờn thuốc bị kháng thuốc và phải chuyển sang tiêm như thế thì khá là nguy hiểm còn khi mà bệnh nhân ấy, à, sử dụng phương pháp thảo dược một cách tự nhiên thì sẽ được điều trị tổng thể không chỉ điều trị căn nguyên bệnh mà còn nâng cao sức khỏe, sức đề kháng của cơ thể và từ đó đem lại hiệu quả một cách bền lâu. À, tuy nhiên, thay vì phương pháp đun sao thuốc phổ thông, thì có thể lẫn các cái tạp chất của thảo dược à, tự nhiên, thì việc ứng dụng à, công nghệ hiện đại trong cái sản phẩm viên sủi hippoly à, giúp loại bỏ tạp chất, à, chỉ giữ lại các dược liệu tốt cho sức khỏe, đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, đồng thời sản xuất cái dạng viên sủi giúp người dùng dễ dàng sử dụng và với cách dùng rất là đơn giản khi hòa tan viên sủi vào trong nước ấy, thì sẽ thẩm thấu nhanh vào thành mạch máu sản phẩm có nguồn gốc an toàn từ thảo dược tự nhiên thì phù hợp với nhiều lứa tuổi đặc biệt những người cao tuổi người từng gặp phản ứng phụ của tây y đứng ở góc độ chuyên gia thì tôi đánh giá cao cái sản phẩm biên sủi Hippoly là một sản phẩm an toàn, hiệu quả cao nếu kết hợp cùng chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ sẽ giảm nhanh những triệu chứng đồng thời là hỗ trợ hiệu quả quá trình điều trị tiểu đường. Hướng dẫn mua hàng từ video các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.